Chào các bạn nha, rất vui được gặp lại bạn trong video tiếp theo của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ đi bẫy chim nha các bạn, nhưng mà bẫy bằng một cái cách mà hồi giờ mình chưa bẫy lần nào luôn. Bạn biết đó là gì không? Đó là bẫy chim bằng keo các bạn. Thì hôm bữa em mình nó lên chơi ấy, nó có cho mình một ít keo chuyên bẫy chim được bạn, mà bữa giờ mình mắc công việc quá cho nên mình chưa có đi đánh được. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ thử bẫy keo bằng chim nha các bạn. Chung là trường phái bẫy keo bằng chim đây thì mình hình như từ lúc đầu tiên mình làm video tới giờ như là chưa có cái video nào mình bẫy bằng 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 keo lửa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ bẫy thử các bạn. Nay mình sẽ đánh ở trên cái bẫy huyền thoại của mình nè các bạn, cái bẫy chế của mình. Trong bẫy đây của mình là chế là cứ đánh là có chim bạn, không không biết là chim gì đâu, mấy chim nhỏ mà khoảng là trừ chim săn mồi ra là còn chim ăn trái cây là dính hết nha các bạn. Nay mình sẽ đánh trên đây nên mình sẽ quấn keo nó từ đây các bạn, quấn vòng vòng ra hết cái cây đây. Thì đây là một ít keo của mình vừa nhúng nước nước sôi nước nóng các bạn. Vì em mình nói là khi mà mình đánh là mình sẽ nhúng nước nóng vô mình quấn là nó sẽ đỡ bị dính cái tay của mình hơn các bạn, cho nên mình vừa nhúng nước nóng xong nhưng mà nó vẫn còn dính một ít nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quấn quấn từ đây này các bạn, tức là quấn khoảng từ đây ra thôi, tại vì con chim nó đậu mình nghĩ là không đậu sát đâu các bạn. Quấn nếu mà mình quấn như vậy thì mình thấy nó cũng hơi dài đấy, nhưng mà đây quấn mỏng là được. Mình nghĩ nếu mà là keo chuyên bẫy chim á thì bẫy nó ít bị hư hơn nha các bạn, ít bị hư chim hơn. Nếu mà mình dùng cái nhựa mít đó bạn, nhựa mít này sau sau lưng mình như này, cái mít đó thì mình nghĩ là keo chim nó vô nó rất là dễ bị hư lông. Mình quấn vậy là hơi bị dài luôn á, hy vọng là hiệu quả các bạn, đánh không bị hư lông. Với lại mình không phải dùng để đánh một một loại chim qua, hôm nay mình sẽ đánh bằng quạch thơm, nhưng mà bữa nào mình sẽ đi đánh con ốc mít nha các bạn. Tại vì con ốc mít của mình bạn, đợt trước mình mua về mình bảo đi quay video cho các bạn xem á, nhưng mà chưa quay được video nào hết thì nó bị sổng rồi. Cái số mình nuôi chim hay bị sổng các bạn, sổng với lại bị mấy đứa nhỏ bạn nhóc nhóc nó chơi á, nó thấy để trong tầm tay nó bạn nó thả luôn. Bữa mình bị thả con nha, cho vào núi nữa chứ, chán thật. Chưa gì nghe chim kêu bạn, chẹt 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 ngoài kia ra. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái ổ chim hút mật ở nhà mình nha, nó làm ngay nhà mình luôn. À, như vậy là xong rồi bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ treo lên. Cắm ở đây, đặt một ít mồi rồi đặt cái camera quay thử coi cái keo đây bẫy chim có hiệu quả không nha các bạn. Dính rồi các bạn ơi, nhưng mà sẽ lạ ta. Ui dồi, thì chết rồi. Ui, xong cái dàn lông này rồi. Nó dính cả một con chuồn chuồn nữa này quá. Để mình mang ra xem thử nha. Cái dàn cánh bên đây còn y nguyên, nhưng mà cái dàn cánh bên đây này các bạn, kiểu như nó bị dính vào cái nó cuộn vào trong cái cây keo mình nhá, nó ấy luôn, nó rớt ra luôn, rụng hết luôn. Cái đây các bạn mình nghĩ nếu mà muốn bẫy á, bẫy thì bẫy bẫy nhảy á, nhưng mà muốn bẫy được á là mình phải ngồi đó mình canh luôn các bạn ơi. Mình không canh như thế này là chim rụng hết lông. Chung cái keo đây nó dính vào á thì nó không có bị kiểu như nó không có bị hư lông các bạn, nhưng mà khi mà nó vô nó giấy mạnh quá thì
ấy thôi, nó rụng luôn thôi chứ nó không hư, chán thật đấy. Rồi mình bị tuột tay ấy bạn, nó chạy đâu sang bên đây mất rồi, nó bay sang bên đây mất rồi. Để mình xem mình tìm thử nha. Cái keo này các bạn nó dính ghê quá, mình nghĩ mình chỉ thử một lần duy nhất và một lần cuối cùng thôi các bạn, không chắc chắn là không có lần hai. Thật sự là dính vô hư hết lông chim luôn, nãy nó rụng một bên lông cánh, nó rụng gần hết luôn các bạn, còn có mấy cặm mà nãy mình cầm mình tuột tay cái nó bay mất sang bên kia rồi. Tuy là nó bay không không được xa các bạn nhưng mà nó vẫn bay được nha các bạn. Với lại là con đây nó hay ở ở đây này, với lại ở gần đây các bạn có rất là nhiều đồ ăn, như các bạn thấy cây đu đủ như mình kìa, đó nó chín rất là nhiều. Ở bên kia một cây nữa thì bây giờ nó bay không được cao đâu các bạn, nó bay thấp thôi. Chút nữa mình sẽ hái mấy trái đu đủ mà mình cắt xong mình cắm vào mấy cái hàng rào đây cho nó thật tầm thấp á, cho nó lại nó ăn nha các bạn, để cho nó thay lồng cho nó bay đi tiếp chứ các bạn. Chứ còn nếu mà nó bay không được xa không được cao như vậy thì rất là dễ gặp nguy hiểm, mấy con mèo hay chó gì đó nó vồ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu cái bẫy này xong mình vào kia mình cho các bạn xem cái con cái tổ chim chim hút mật nhà mình nha, nó làm ngay nhà mình luôn. Cái tổ chim hút mật nhà mình nè, nó làm ngay 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 cây lộc vừng luôn. Bên đây nhà mình lại có đu đủ chín này, nhà mình tới 5-6 cây như thế này các bạn, chín rất là nhiều luôn, quanh vườn chỗ nào cũng có, cho nên chim nó hay tới ăn các bạn, nhất là quanh quạch thơm rất là nhiều. Như trên kia có chim chim non kìa các bạn, mình coi coi. Đúng rồi, có chim non, mình sẽ leo lên đó cho các bạn xem nha. Hình như có một con chim non sao các bạn, tức là một hay hai con đó. Cái con chim lúc nãy hình như là chim mẹ các bạn, phải chim non đâu, đây mới là chim chim non này các bạn, đây con đây mới là chim non, đúng rồi, hình như tổ đây có một con này các bạn. Đúng rồi, như có một con non nè, con đấy là con mẹ đây, các bạn thấy rõ không? Thì mình sẽ để im vậy luôn nha các bạn, mình sẽ không không bắt nó đâu, tại vì nó có chim con rồi, cho nên á mình cầm ở ngoài sơ đây á, thì mình không có sợ nó bỏ tổ nha các bạn, vì có chim con này không sợ. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống nha các bạn cho các bạn xem mà con sóc của mình nữa. Thì em sao mình mới đổi nó cái lồng lớn hơn nè các bạn, cái này nó to đuôi nó dài rồi á, cho nên mình phải đổi cái lồng khác chứ không để nó không có phát triển lông đuôi được, nó ham đi chơi lắm, cho nó ra là cũng mệt mỏi nó luôn á. Đây nhanh, bữa nay nó lớn rồi nên mình cũng hạn chế cho nó uống này, ngày cho uống khoảng chừng 2 lần thôi hoặc 3 lần nếu mà rảnh thì 3 lần, một lần cho mình uống, cho uống thì khoảng chừng 4 đến 5 ống này các bạn, không nhiều, thì cho ăn kèm thêm cám với lại nước với lại trái cây cho nó phát triển nó nhanh các bạn. Nếu mà cho được uống sữa được thì tốt các bạn, nhưng mà bạn tập làm sao mà để cho nó tự uống luôn. Mình bảo đi mua cái ống cho nó hút đó, nó tự hút đó, mà bữa giờ chưa có đi được nữa, biết là ở dưới gần chỗ mình đây có bán không nữa. Cho tự hút, mỗi lần mà cho nó uống như này nó cũng mất thời gian các bạn, mất chắc phải chừng 10 phút. Chào mày, chào mày, chào mày, chào mày.
Ham ăn ham uống lắm. Bây giờ thì cũng có sóc đẻ các bạn, nhưng mà rất là ít, rất là khó gặp. Nhưng bữa giờ mình cũng hỏi mấy ông anh rồi nhưng mà chưa có bạn, nên chưa có hàng. Rất là nhiều bạn hỏi sóc con luôn mà chưa bạn, từ từ các bạn. Nhưng nếu mà nhà bạn nào mà kiểu như có lồng AV lớn á, thì nuôi mấy con sóc bổi cũng được. Bổ mà sóc mới bắt từ rừng về á được. Còn nếu mà bạn nào mà không có thì nên nuôi những cái con nhỏ như này lên nha. Tại vì nhỏ như này lên là nó không có phá đâu, nói chung không thúc lồng rồi kia, không bị hư sóc. Nhưng con này bây giờ mình thả lồng bình thường nha các bạn. Con này mình nghĩ là sau này nó là dạ cam các bạn chứ không phải dạ trắng đâu. Không. Đây. Đây các bạn, hơi hơi cam cam này. Bữa là mình tưởng dạ trắng. Bây giờ có ăn nữa không? Mỗi lần thả ra là nó cứ chạy trong trên người mình các bạn. Mỗi lần mà thả ra là mình mặc áo dày. Mỗi lúc phải chùm cả cái đầu này nữa. Mỗi lúc nó chạy nó leo đầu mình luôn. Bây giờ mày có uống nữa không? Có uống nữa không? No, chán rồi các bạn. No rồi là không không uống đâu, cứ chạy chạy loạn lên vậy không?